Trường Giang chuyên Phi Nhung ngày lễ giỗ tổ nghiệp sân khấu. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Xin chúc mọi người có một tháng an lành, gặp nhiều vận may trong cuộc sống, sức khỏe dồi dào. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất về hậu duệ của nữ ca sĩ Phi Nhung và thông tin giỗ đầu của cố nghệ sĩ Phi Nhung. Thật nôn nao khi sắp được dâng lên tổ nghiệp những trái ngọt, những thành quả mà bản thân đã làm được, được gặp lại ông bà, cô chú bác, anh chị ca nghệ sĩ, các bậc tiền bối đã đi trước để tiếp tục truyền đạt, lắng nghe những kinh nghiệm quý báu trong nghề và cả trong cuộc sống. Con Trường Giang xin chân thành cảm ơn tổ nghiệp đã cho con được bước đi trên con đường nghệ thuật. Con không mong gì hơn, chỉ mong tổ nghiệp sẽ luôn soi sáng và chỉ đường dẫn lối cho tất cả mọi người, những người đã sống và trái hết mình với nghệ thuật và ngày càng rực rỡ với chính mình con đường mình đi. Và tất nhiên năm nay, lễ giỗ tổ nghiệp sân khấu sẽ vắng bóng một người mà tất cả chúng ta đều yêu quý, đó chính là cố nghệ sĩ Phi Nhung. Thương lắm giờ này năm ngoái, Phi Nhung đã từng chia sẻ rằng, dù ai có nói gì, tôi vẫn là tôi, cuộc sống của tôi rất quang minh. Cho dù quý khán giả và cộng đồng mạng có chửi tôi như thế nào, tôi vẫn vui vẻ mỉm cười vì tôi là con nhà Phật và cũng là người mẹ của các chú tiểu, cho nên tôi không cần đính chính. Ngược lại, tôi cho phép ai xúi bậy các con tôi làm sai và làm trái với lương tâm của mình. Cuộc đời tôi sợ nhất là luật trời. Sai trái với lương tâm, tôi mới sợ, còn tất cả chuyện gì tôi không quan tâm. Tôi và quý khán thính giả và cộng đồng mạng, tôi nghĩ quý anh chị hiểu sẽ hiểu tôi làm từ thiện như thế nào. Làm bằng tiền đi hát và nuôi con cũng bằng tiền tôi đi hát. Tôi không có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi. Tôi có cái tên của ngày hôm nay là cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhơ đến ngày hôm nay thì cũng là quý khán giả cộng đồng mạng cho tôi cái tên Phi Nhung. Tôi đi hát được mới có tiền nuôi các con. Tôi rất hãnh diện, tôi được quý khán giả và cộng đồng mạng thương cho đến bây giờ, nên tôi không sợ các bạn phá tôi đâu, chửi tôi như thế nào nữa, thậm chí hạ nhục tôi vẫn cười, tôi vẫn lên sân khấu hát. Trừ khi tổ nghiệp lấy lại tiếng hát của tôi mà thôi. Còn xúi con tôi làm bậy, cho dù con tôi có làm sai với tôi đi chăng nữa, không vì vậy mà mẹ bỏ rơi các con. Và tôi, bố con tôi, các con là con của mẹ nuôi khôn lớn. Mẹ không cho phép bất kỳ ai hại các con của mẹ cả. Thà mẹ bị chửi bị đánh, nhưng mẹ sẽ bảo vệ các con. Hồ Văn Cường vẫn có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày. Con an tâm nhé. Chị Phi Nhung không lẻ loi, người đã sống như những đóa hoa, mang lời ca tô thắm cho đời. Nghiệp cầm ca như tầm nhà tơ, khi đèn sân khấu đã tắt hết, người nằm xuống không lẻ loi, bạn người yêu thương mến muôn đời đã cống hiến hết trọn thanh xuân. Mọi người ở lại hãy yêu thương nhau, mãi mãi nhớ về chị Ai Phi Nhung, một người mẹ vĩ đại trong mắt mọi người và fan hâm mộ, chăm sóc cho con từng miếng ăn giấc ngủ, nuôi các con khôn lớn thành tài, có ích cho xã hội và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống. Nơi phương xa hai luôn vui tươi và hát hay, sống hạnh phúc nha hai. Tất cả mọi người sẽ đều nhớ mãi về chị Nhung yêu thương. Chị là người nghệ sĩ tài hoa và không bao giờ quên được. Chị là đào hoa sinh bất tử mãi trong tim khán giả và các con của chị. Chị Hai yên nghỉ nhé, thương nhớ hai nhiều lắm. Cảm ơn chị Hai Phi Nhung đã cống hiến 28 năm cho nghệ thuật. Chúng tôi yêu Phi Nhung rất nhiều. Tạm biệt Phi Nhung thiên sứ của tình yêu, nàng sơn nữ của núi rừng cao nguyên, sẽ nhớ mãi về chị Hai, ca sĩ Phật tử Phi Nhung pháp danh Tịnh Bình, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1970, vãng sanh lúc 12 giờ 15 ngày 28 tháng 9 năm 2021, ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu, hưởng dương 52 tuổi, an nghỉ về nơi đất Phật, thành kính phân ưu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hello, good afternoon mẹ yêu. Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Dạo này dịch rất là nhiều nên mẹ phải nhớ đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Cả nhà mình cùng nhau chống dịch mẹ nhé. Các con luôn cầu nguyện là cơn dịch này được qua mau, mọi nhà luôn luôn được bình an, an vui và hạnh phúc. À mà mẹ ơi, mẹ hãy vững lòng lên, dù cho thị phi tiếng xấu của miệng đời, mẹ đừng bận tâm, các con luôn bên mẹ, vì cả nhà ta luôn luôn yêu thương hạnh phúc. Mẹ luôn là người mẹ vĩ đại nhất của các con. Các con yêu mẹ rất nhiều. Dù ai gieo oán cho ta, ta đây vẫn nở nụ cười vì tha. Ai có yêu mẹ yêu. Ai đề nghị là diễn với Diễm Đốc đi, mời mà Phi Nhung đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi ăn về đây không? Đi ăn! Ra đi chứ anh ơi! Bạn ơi! Bạn ơi! Bạn